Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tìm ra ngày giàn tháng 9 âm lịch cực chính xác, tuổi Nhâm Tý sinh 1972, ôm lộc tổ tiên, tiền của đổ về ầm ầm, 100 tỷ cầm tay, đổi đời giàu sang rực rỡ. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thuộc mệnh mộc, tang đố mộc, cây dâu tằm. Tuổi Nhâm Tý là người thông minh, năng động và tốt bụng, họ thích giao tiếp, đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng và cẩn thận, vì vậy họ dễ dàng hòa hợp với người khác, họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ về mọi mặt. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý thường không có mục tiêu sống tốt và có thể không lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình. Họ không đủ thẳng thắn và không đủ can đảm. Họ sống tình cảm và đôi khi quá tự tin, điều đó khiến người khác không thể hiểu họ. Họ nóng nảy và có khả năng làm tổn thương người khác một cách vô thức. Thời thơ ấu, người tuổi Nhâm Tý có thể sẽ phải trải qua nhiều gian nan, vất vả. Hoàn cảnh khó khăn ấy đã hun đúc tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ để đối chọi với nghịch cảnh. Nhiều người tuổi này đã xây dựng sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng. Những người tuổi Nhâm Tý luôn cần cù và chịu thương, chịu khó trong cuộc sống hàng ngày, với lý tưởng hướng đến tương lai tươi sáng phía trước. Họ không bao giờ hưởng thụ, ăn chơi quá đà. Bằng sự chăm chỉ và cần cù, họ sẽ dần dần có được cuộc sống ổn định, sung túc. Bản tính của người tuổi Nhâm Tý là thật thà, chất phác, ghét sự giả dối, nịnh nọt. Họ sẵn sàng sống trong cảnh khốn khó và hy sinh bản thân để lo cho con cái. Có cuộc sống đầy đủ, người tuổi này dễ dàng trao lòng tin cho người khác nên dễ bị kẻ xấu lừa dối, phản bội. Những người tuổi Nhâm Tý có tài làm kinh doanh và họ dễ dàng đạt được thành công, nhưng họ thiếu kiên nhẫn và hay thay đổi. Điều này có thể khiến họ đưa ra một số lựa chọn sai lầm, ai đó có thể giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, vì vậy họ có thể đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi này có may mắn tương đối tốt. Trong cuộc sống của mình, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền vì sự may mắn trong sự nghiệp. Người thân của họ cũng có thể giúp họ kiếm tiền. Tuổi này không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn có khả năng tiết kiệm tiền, ngay cả khi họ gặp rắc rối. Bạn bè của họ có thể giúp đỡ họ một cách hào phóng. Do đó, họ có thể tích lũy rất nhiều của cải trong cuộc sống của mình. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và tháng sinh thì ngày sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của một mỗi người. Bởi dựa vào ngày sinh, chúng ta có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một số tính cách của một người. Những người tuổi Nhâm Tý sinh ra trong khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy người tuổi Nhâm Tý sinh vào ngày nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Nhâm Tý sinh mùng 1. Tiền vận bình thường, an ổn, tới trung vận bắt đầu phát triển, đôi lúc có thể gặp quý nhân trợ giúp, nên có hy vọng phát đạt, có thành tựu làm rạng danh tổ tông, người này nên theo nghiệp quan trường, công chức nhà nước. Tuổi Nhâm Tý sinh mùng 2. Có vận mệnh không tồi, nam thì thông minh, nữ thì xinh đẹp, bản chất con người thiện lương, hòa ái. Tuy tiền vận khổ cực, phải tự lập nhiều, có chí khí, trung vận chuyển nghề, càng ngày càng phát triển, hậu vận giàu có. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày mùng 3. Khá tốt về phương diện hôn nhân, gặp được bạn đời như ý, đôi bên chung sống hòa hợp, hạnh phúc. Nhưng nên đề phòng việc không thể dài lâu, có thể có người mất sớm. Từ trung niên bắt đầu nhiều may mắn,
có thể hưởng vinh hoa phú quý. Tuổi Nhâm Tý sinh mùng 4. Một trong những ngày sinh đại cát của người tuổi Nhâm Tý là mùng 4 âm lịch. Đối chiếu với kiến thức tử vi thì người này thông minh, hiếu học, tài trí siêu quần. Nữ giới lấy được người chồng hiền lành, chân thật. Nam giới lấy được người vợ thảo hiền, tài đức. Những năm đầu vận trình vững vàng, ổn định. Trung vận có tài sản tích lũy, hậu vận cát tường, an vui, viên mãn. Người tuổi Nhâm Tý sinh mùng 5 là người thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện nhưng nhân duyên không được tốt, không chỗ nương tựa, không có người để dựa vào. Tuổi trẻ gian lao, vất vả, trung niên bắt đầu có khởi sắc, tuổi già an ổn. Tuổi Nhâm Tý sinh vào mùng 6 có vận may tốt, hay gặp chuyện thuận lợi, số mệnh giàu có, hiếu học, thành danh chủ yếu dựa vào bản thân mình chứ không thể dựa vào cha mẹ, tay trắng dựng nghiệp, tự là chủ. Tuổi Nhâm Tý sinh mùng 7 có tính cách phức tạp, có phần lập dị và xa cách với những người khác, nhưng bản chất người này rất chu đáo, tận tình. Nữ mệnh tốt số hơn nam mệnh, vận trình khá tốt, sống thọ. Tuổi Nhâm Tý sinh mùng 8 là người tính tình lanh lợi, hạnh phúc, yên bình, nhưng duyên phận với cha mẹ lạnh nhạt nên ra ngoài lập nghiệp, rời xa cố hương thì mới đạt được thành tựu. Tuổi già cát tường an khang. Tuổi Nhâm Tý sinh mùng 9 cũng là ngày xinh đẹp, báo hiệu con người có dáng vẻ đoan chính. Tuổi trẻ thuận hòa, yên vui, hậu vận rất tốt, danh lợi song toàn, có phúc, có đức, một đời sống lương thiện, có tâm sáng, là người từ bi nên luôn được yêu quý và kính trọng. Tuổi Nhâm Tý sinh vào ngày mùng 10 tuổi trẻ cực khổ, nhân duyên với gia đình rất mỏng manh, từ trung niên bắt đầu phát vận, là người hưởng phúc muộn, càng về già càng khấm khá. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 11 có mưu trí thâm sâu, làm việc quyết đoán, giỏi tính toán, từ trẻ tới trung niên đều rất vất vả, khổ cực, nhưng tuổi già được hưởng phúc. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 12 là người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, chịu được khổ cực, cần kiệm, liêm chính. Tuổi trẻ bình thường, trung vận có chuyển biến, hậu vận rất tốt, công danh lợi lộc đều có. Tuổi Nhâm Tý sinh vào ngày 13 sẽ gặp nhiều điều tốt, hồng phúc to lớn, có các tinh soi chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn, cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 14 có tính cách thận trọng trầm tĩnh. Tuổi trẻ bình thường, trung vận có nhiều chuyển biến, mọi chuyện sẽ dần tốt lên, con cái hiếu thuận, phúc phận rất dày. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày rằm có vận trình hài hòa về hôn nhân, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau nhưng lại hình khắc con cái, thường xuyên nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 16 là người thông minh, hiếu học, có năng khiếu nghệ thuật. Tới tuổi trung niên thì tài nghệ thành thạo, có thể dùng tài để kiếm tiền. Người này nửa mừng nửa lo, ngoài thân thanh thản nhưng trong lòng phiền muộn. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 17 có sức chịu đựng tốt nhưng lý trí không đủ mạnh, không có hậu thuẫn từ gia đình, tự thân lập nghiệp, trải qua nhiều vất vả, gian khổ thì tuổi già phát triển, cả nam lẫn nữ đều là mệnh phát đạt. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 18 túc trí đa mưu, thông minh nhanh nhẹn, tính tình hoạt bát nhưng nóng nảy nên dễ đắc tội với người khác, duyên phận với cha mẹ mỏng, tự thành ra lập nghiệp. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 19 có cả danh cả lợi, dượng đào hoa nên đường tình cảm có rất nhiều biến cố, cẩn thận mắc bệnh phụ khoa. Tuổi trẻ bình thường, về già có phúc. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 20 là người có vận trình tương đối sáng, nam mệnh tuy không thể dựa vào người nhà nhưng bản thân rất mạnh mẽ nên xuất ngoại để phát triển, về già phúc hậu, may mắn. Nữ mệnh thích nói, thích cười, nhân duyên tốt, dưỡng phú ích tử, đảm đang việc nhà, có nhiều phúc đức. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 21 nam mệnh lấy được vợ hiền, có tài có đức, từ trung vận vững vàng, tuổi già viên mãn. Nữ mệnh tính cách ngây thơ, dễ tin người nên chịu nhiều vất vả, gia đình hòa thuận, có tài lộc. Tuổi Nhâm Tý sinh vào ngày 22 tư chất thông minh, có lòng lễ nghĩa. Tuổi trẻ gian nan vất vả nhưng trung vận nghịch chuyển, có thành công, tài lợi song toàn. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 23 tính cách không đáng tin, làm việc bất định, có tính hiếu chiến, trước trung niên không thể phát triển được, càng lớn tuổi phúc vận càng tốt. Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh,
con cái thịnh vượng. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 24, lanh lợi, khéo léo, làm việc cẩn thận, được người khác kính trọng. Nhưng nam mệnh khắc vợ, nữ mệnh không tốt bằng nam mệnh, thường bỏ công mà không thu được lợi. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 25, được xếp vào một trong những ngày sinh tốt. Sinh vào ngày này thì nam mệnh rộng lượng, thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy vợ hiền lương, nữ mệnh cần kiệm, lo toan giỏi vuông vén việc nhà, cuộc sống an vui, có số dượng phu ích tử. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 26, là người có lòng từ bi, làm việc không coi trọng lợi lộc, trước khổ sau sướng, không bị thiệt thòi, tuổi già hưởng phúc ấm. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 27, có tiền đồ rộng mở, tuy vận trình nhiều biến động, nhưng từ trung vận có thể đạt được mục tiêu, hoàn thành nguyện vọng, nữ mệnh dưỡng phu ích tử, giúp chồng nuôi con đều tốt. Tuổi Nhâm Tý sinh ngày 28, có số khổ mệnh, vận trình trắc trở nhấp nhô, không thể dựa vào cha mẹ, kết hôn sớm thì xung khắc, lập gia đình muộn mới tốt, tuy không tới mức giàu có nhưng đủ ăn, đủ mặc, không nghèo túng. Người tuổi Nhâm Tý sinh ngày 29, vận trình khổ trước sướng sau, từ nhỏ đã vất vả, chịu nhiều mệt nhọc, nhưng từ trung vận sẽ thay đổi, phát triển tốt đẹp, nam nhờ lực của vợ, nữ dựa vào sức chồng mà cuộc sống càng ngày càng thuận lợi. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào ngày 30, thông minh, hoạt bát, thích làm việc thiện, từ trung vận bắt đầu phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền đồ vô cùng rộng mở, không những nhiều phúc mà còn thọ lâu dài. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, hung vận tăng lên nhanh chóng, nhắc nhở tuổi Nhâm Tý làm gì cũng phải thận trọng, tính toán trước sau, đừng bất chấp hậu quả mà rước họa vào thân. Tháng này, nguyệt lệnh Lâm Tử lại thêm hung tinh thiên cầu chiếu mệnh, khá nhiều thách thức sẽ ập tới khiến bản mệnh chẳng thể an nhàn được phút giây nào. Cạnh tranh cũng có dấu hiệu tăng tiến, đề phòng tiểu nhân giở trò gây nhiều bất lợi. Đây không phải là một tháng con giáp này có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Phương diện tài chính của tuổi Nhâm Tý trong tháng 9 âm lịch này, nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Tháng này, bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều khi vận khí bớt ổn, có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Trong tháng 9 âm lịch, chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều biến cố, do quá mải mê với công việc nên bản mệnh khó có thể chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Nếu không được nửa kia thông cảm, cả hai rất dễ xảy ra xung đột, mối quan hệ ngày càng nguội lạnh và xa cách. Về phương diện sức khỏe, dù tháng 9 âm lịch này không gặp vấn đề nào quá nguy hiểm, song thể trạng của tuổi Nhâm Tý cũng không thật sự sung sức. Tinh thần căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa, có thể gây ra những hệ lụy khó lường, bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Nhâm Tý phải đối mặt với không ít thách thức, mọi thứ dễ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh Lâm Tử, hung vận này khá lớn nên vận khí giảm sút, bản mệnh làm việc không tập trung rất dễ phạm sai lầm. Bản mệnh được khuyên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, dòm trước ngó sau, chớ nên vội vàng bất chấp hậu quả mà có ngày rước họa vào thân. Có nhiều vấn đề bạn cần đào sâu gốc để tìm hiểu, đừng chỉ nhìn vào bề nổi một cách qua loa, hời hợt mà bỏ qua điều cốt lõi. Những khó khăn xảy đến cùng lúc có thể khiến tinh thần làm việc uể oải, chán chường, bạn nên tự chấn chỉnh bản thân. Tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm không thích thì bỏ mới có thể tránh được thất bại. Tháng này còn có cả thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo về cạnh tranh, tiểu nhân gây khó dễ. Con giáp này chớ nên chủ quan để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Nhìn chung, đây không phải là một tháng tuổi Nhâm Tý có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này bạn nên đề cao sự ổn định,
sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Mặc dù có rất nhiều dự định trong tháng 9 âm lịch này, nhưng bạn không được nôn nóng mà hãy cân nhắc tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Thử thách lớn nhưng không phải không nhìn ra những điểm sáng trong vận trình, nhất là khi có các tinh tả phù trợ. Nếu con giáp này biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, bạn vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình, dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn. Bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định với lựa chọn của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này được coi là một tháng mà tài vận của tuổi Nhâm Tý không có nhiều biến động. Các khoản thu chững lại, túc tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập, nhưng nếu muốn phát tài thì chưa phải thời điểm này. Nhìn chung, phương diện tài chính nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Tháng này, bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở. Không nên mở mang quá nhiều khi vận khí bất ổn, có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng gây hao tài tốn của. Đừng quên nguyệt lệnh lâm đất tử. Nếu có đầu tư kinh doanh, bạn nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc, kẻo không thu hồi được vốn liếng mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mãi mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính nhất thời. Đầu tư ồ ạt sẽ dễ dẫn tới tình trạng tồn đọng hàng hóa dư thừa, trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Tuổi Nhâm Tý có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, phương diện tình duyên của tuổi Nhâm Tý khá kém sắc. Thậm chí vợ chồng dễ cãi cọ vì những quan điểm mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu không biết kiềm chế bản thân, tình cảm đôi bên có thể sẽ rạn nứt. Có thể trong thời gian vừa qua, con giáp này quá mải mê với công việc nên khó chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Tình cảm không được bồi đắp thường xuyên sẽ dần xuất hiện khoảng cách nguội lạnh rất nhanh. Công việc vốn đã áp lực nhưng nếu không được nửa kia thông cảm, bản mệnh rất dễ mất kiên nhẫn trước những trách móc từ người ấy. Tuy nhiên, vấn đề có thể không nghiêm trọng đến vậy nếu ban đầu bạn lựa chọn chia sẻ với đối phương thay vì im lặng làm mọi thứ một mình. Người độc thân tháng này nên dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn thì mới mong đường tình duyên có nhiều khởi sắc. Một số người thường xuyên buồn phiền, đa sầu đa cảm, có những suy nghĩ tự ti nên ngại không muốn mở rộng lòng mình, khó có thể tìm được một người để ý. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý gặp không ít trục trặc, dù không phải vấn đề nào quá nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực dễ xảy ra gây không ít hệ lụy khó lường. Tháng mà nguyệt lệnh đi vào đất tử, con giáp này thường phải căng thẳng đầu óc trong thời gian dài vì áp lực công việc, dẫn đến ăn uống kém ngon, chất lượng giấc ngủ giảm sút, có thể bị sụt cân nhẹ. Bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo. Bên cạnh đó, tuổi Nhâm Tý cần chú ý các bệnh do ảnh hưởng tâm lý, tránh suy nghĩ bi quan. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này, công việc thuận lợi, vấn đề khó khăn được tháo gỡ kịp thời, không gây ra bất cứ phiền não nào. Vận trình làm giàu thịnh vượng, đầu tư có thu hoạch, vấn đề chi tiêu duy trì ở mức bình ổn, không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Đây là một ngày nhàn nhã, thoải mái làm điều mình thích. Dân kinh doanh có những ý tưởng đột phá, không ngại mạo hiểm một chút để lợi nhuận thu về lớn hơn. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tăng cường giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong công việc. Quá trình diễn ra hài hòa và tốt đẹp, mọi người đều nhiệt tình trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau nên tiến độ rất trôi chảy.
ngày 13 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh thu hoạch không nhỏ, không phải bỏ ra quá nhiều công sức vẫn gặt hái được thành quả ngoài ý muốn, may mắn ngập tràn trên đường tài lộc, có người được thưởng trúng số, được tiền hoa hồng cao. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có cơ hội kiếm tiền nhờ tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng, lợi nhuận thu vào khá mượt mà, chi tiêu cũng thoáng tay hơn. Tha hồ thực hiện các dự định sắm sửa, nhưng nhớ là đừng có dung tay quá tráng, mua những món không thật sự thiết thực, kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có năng lực sáng tạo mạnh mẽ, tìm ra nhiều phương pháp giải quyết công việc hợp lý và nhanh chóng đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tài vận hành thông nhưng chủ yếu đến từ các khoản thu nhập phụ, công việc tay trái, việc làm thêm nỗ lực bấy lâu cũng đã đến ngày thu hoạch. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Đây là một ngày đầy lạc quan và tự tin, bạn có thể đối mặt với mọi vấn đề xảy đến với tâm thái vô cùng tích cực. Khó khăn nào cũng không thể khiến bạn lùi bước, nhờ vậy mà bạn giải quyết các nhiệm vụ trong ngày khá nhanh, dư thời gian làm việc khác. Ngày 28 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh đầu óc tỉnh táo, minh mẫn để nắm bắt được trọng điểm vấn đề, từ đó đưa ra phương pháp xử lý thích hợp, hiệu suất công việc nâng cao, ghi điểm trong mắt cấp trên. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Ngày này bắt đầu sự may mắn vẫn tiếp tục được kéo dài trên đường tài lộc. Một vài kế hoạch đầu tư tưởng như thất bại trước đó, nay bất ngờ có chuyển biến tích cực, lợi nhuận dần gia tăng tiến. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tuần này do tác động của cục diện tương phá, người tuổi Nhâm Tý có điềm tiểu nhân phá hoại, khiến cho con giáp này làm gì cũng không được yên. Bản mệnh phải vất vả ngược xuôi để xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh, mà nếu không nhanh chóng giải quyết thì nó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng may trong tuần có chính quan trợ vận, nên sau những nỗ lực bền bỉ của bạn, mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Bạn được cấp trên nhìn nhận công sức và đánh giá cao cho những cống hiến của mình trong công việc. Điều đó cũng an ủi phần nào và tạo động lực cho tuổi Nhâm Tý cố gắng nhiều hơn nữa. Trong tuần thổ khí dượng còn nhắc nhở bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, dù công việc bận rộn, vất vả. Hãy sắp xếp thời gian hợp lý để dành ra khoảng trống giải lao, nhớ ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng cho mình trước bệnh tật. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tuần này do chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung, người tuổi Nhâm Tý cảm thấy tinh thần của mình khá bức bối, chỉ muốn được giải thoát khỏi tình trạng này. Sự nóng nảy của bạn rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến hòa khí với mọi người xung quanh, vì thế tốt nhất bản mệnh nên kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Chẳng những vậy, thiên quan báo hiệu đường công danh dễ gặp trở ngại do có kẻ ngáng đường không cho con giáp này tiến bước tới thành công. Ganh ghét, đố kỵ tạo ra kẻ thù, bạn cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu. Chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tý tuần này cũng không mấy suôn sẻ, hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng thiếu sự thông cảm và thấu hiểu, chẳng thể đồng tâm hiệp lực để bảo vệ tổ ấm. Hai người ở bên nhau nhưng còn bận tâm nhiều chuyện trong cuộc sống mà không thực sự quan tâm đến đối phương, khiến cho tình cảm phai nhạt dần. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tuần này, cục diện tương hình khiến cho người tuổi Nhâm Tý cứng đầu cứng cổ, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Thậm chí bản mệnh tự coi mình là người tài giỏi nhất nên hay tỏ ra coi thường đồng nghiệp xung quanh, bản tính kiêu căng, tự phụ có thể khiến bạn lâm vào rắc rối. Người làm ở vị thế cao cần chú ý khi muốn góp ý hoặc phê bình ai. Bạn nên sử dụng những từ ngữ nghiêm khắc nhưng vẫn không kém phần khéo léo. Chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt kéo tổn thương đến lòng tự trọng của người nghe. Trong tuần mộc khắc thổ, chuyện tình cảm giữa vợ chồng bạn tuần này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Tuần này nhờ có tam hội xuất hiện, mang tới cho người tuổi Nhâm Tý nhiều cơ hội quý giá, nhưng dường như bạn đang có chút chần chừ nên rất dễ bỏ lỡ.
Đáng tiếc gì không phải tuần nào cũng là tuần may mắn của bạn, vậy nên một khi thời cơ xuất hiện, bản mệnh hãy tận dụng lợi thế của mình. Tuần này, nhờ có thực thần phù trợ, người làm kinh doanh có thể phát tài ngoại ý muốn, con đường làm ăn của bạn có nhiều bước phát triển khởi sắc, hãy lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn. Trong tuần mộc khắc thổ, khuyên con giáp này cũng nên dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Trong khoảng thời gian vừa qua, vì quá chú tâm vào công việc mà dường như bạn hơi lạnh nhạt với người ấy. Tiếp theo là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp đối mặt với không ít thách thức, tài vận không có nhiều biến động, các khoản thu chững lại. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh da trời. Con số may mắn 89, 03 và 65. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Nhâm Tý sinh 1972 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức, quản lý công việc. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Sửu. Có thể hợp tác, người tuổi Sửu có thể trí tuệ không cao siêu nhưng lại có ưu điểm là khá cần cù. Bởi vậy có thể hợp tác trong kết hợp làm ăn, người tuổi Nhâm Tý sẽ đảm nhận những công việc đòi hỏi trí tuệ và sự phân tích cao. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dần. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Nhâm Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Tuổi Dần sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với tuổi Nhâm Tý. Nhưng tuổi Nhâm Tý nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mão. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng, tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Nhâm Tý. Bù lại, tuổi Nhâm Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thìn. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì người tuổi Nhâm Tý luôn là trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Nhâm Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, họ rất hợp cả. Chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả. Nhưng tuổi Nhâm Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Nhâm Tý. Còn tuổi Nhâm Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Nhâm Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Nhâm Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Nhâm Tý, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm cho nhau. Người tuổi Nhâm Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo giác của tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thân. Nếu tuổi Nhâm Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động, mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì tuổi Nhâm Tý và tuổi Thân luôn biết cách giải hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dậu. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi.
Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Nhâm Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh. Bên cạnh tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Nhâm Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Nhâm Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn đấu tranh. Quý khán giả thân mến, cuộc sống là của riêng bạn. Bạn phải bước đi trên con đường của chính mình, tự gánh chịu lấy những khó khăn. Có ai là không muốn mọi thứ luôn thuận buồm xuôi gió? Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn. Mọi chuyện buồn vui lẫn lộn, suy cho cùng đều là lẽ bình thường. Nếu bạn không mạnh mẽ, ai có thể gánh nó cho bạn? Nếu bạn không dũng cảm thì ai có thể phá vỡ nó cho bạn? Khi đến với thế giới này, bạn đã được định sẵn để trải nghiệm điều gì đó và dũng cảm tiến về phía trước giữa những được và mất. Dù gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, bạn cũng nên học cách kiềm chế bản thân, lần lượt trèo núi, từ từ mà vượt sông. Nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ thua cuộc nếu biết dựa vào chính mình, một nỗ lực dựa vào chính mình. Ai cũng có những khó khăn riêng, phải đối mặt thật dễ dàng để từ bỏ, nhưng thật tuyệt khi kiên trì. Không ai có thể giúp bạn từng đường đi nước bước và luôn bên bạn khi bạn đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời. Đôi khi những khó khăn bất chợt ập đến khiến bạn tưởng như không thể vượt qua, sợ hãi và rối bời. Nhưng lúc này, bạn càng phải nỗ lực và trau dồi bản thân. Nhiều lần sau những thất bại trong cuộc sống, ai cũng có áp lực và ai cũng có những phút bất bình. Khi bạn luôn nghĩ đến việc dựa vào người khác để thoát khỏi khó khăn, rất có thể bạn sẽ thất vọng, bởi vì trên đường đời, thực ra chúng ta đều chỉ có một mình, không ai có thể dựa vào người khác để tiến về phía trước. Núi sẽ sụp nếu chúng ta dựa vào và người sẽ chạy nếu chúng ta luôn chờ đợi. Chỉ khi dựa vào chính mình, bạn mới có thể có được cảm giác thoải mái nhất. Thay vì đặt cược vào người khác, tốt hơn hết bạn nên tự mình đạt được chiến thắng. Một người càng làm việc chăm chỉ thì sẽ càng xuất sắc. Đây là kết quả của việc chịu đựng nhiều đêm mất ngủ và vượt qua nhiều khó khăn. Chỉ có nâng cao năng lực và tích lũy sức mạnh của bản thân, bạn mới có thể tự mình giành chiến thắng cuối cùng. Hai là niềm tin lớn nhất của con người dựa vào chính mình. Niềm tin của một người vào cuộc sống này là do chính người đó tạo ra, dựa vào chính mình là điều không dễ. Nhưng dù khó khăn đến đâu, bạn cũng phải dựa vào chính mình, bởi như vậy bạn mới có thể sống một cuộc sống bình tĩnh và tự chủ. Cầu xin sự giúp đỡ. Giống như nuốt một thanh kiếm dài 3 thước, dựa dẫm vào người khác giống như lên tới tầng trời thứ 9. Cảm giác chán nản đó sẽ khiến bạn như quả bóng cao su xì hơi, dần dần mất niềm tin vào cuộc sống. Khi bạn lựa chọn dựa dẫm vào người khác, điều đó tương đương với việc giao vận mệnh của mình vào tay ai đó. Bạn sẽ phải nhìn mặt họ mà sống, nhìn thái độ của họ để lựa cách cư xử sao cho phù hợp. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Nếu bạn muốn sống dựa vào người khác thì hãy sẵn sàng để có thể bị bỏ rơi và phản bội bất cứ lúc nào. Lòng người khó đoán, liệu ai sẽ giúp đỡ bạn suốt cuộc đời nếu bạn không sẵn lòng sống một cuộc sống phụ thuộc như vậy? Bạn có thể tự mình gánh chịu mưa gió, giải quyết vấn đề của cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, mạnh mẽ mà hành động, bình tĩnh mà tiến lên phía trước. Ba là dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua cuộc. Nếu định mệnh là dòng sông cô đơn, thì chỉ có bạn là người đưa đò cho tâm hồn của mình trong cuộc sống. Cầu xin người khác chẳng bằng dựa vào chính mình. Giận dữ, than vãn chẳng bằng phấn đấu để đạt được thành công. Nếu bạn dựa dẫm vào người khác trong mọi việc, cuộc sống sẽ trở thành thảm họa. Bạn sẽ không bao giờ có được chiến thắng thật sự. Cuộc sống đầy rẫy những thay đổi. Nếu bạn cố trốn dưới chiếc ô của người khác, sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị ướt. Con chim đậu trên cây không bao giờ sợ cành cây gãy, vì nó không dựa vào cành mà vào đôi cánh của chính mình, ăn từng miếng một và đi bộ từng bước. Khi gặp gió mưa thì tự mình che ô, khi gặp khó khăn thì tập trung hoàn thiện bản thân. Bạn sẽ dần tôi luyện mình ngày càng có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Người dựa vào chính mình thì cuộc sống yên bình hơn. Đó là vì họ không sợ ai rời bỏ mình và cũng không phải đánh cược tấm lòng của ai đó.
Dông bão mạnh đến đâu cũng đừng sợ hãi. Phía trước có là trở ngại gì cũng hãy bình tĩnh. Cuộc đời của chính mình phải tự mình hoàn thành, dựa vào chính mình là sự tỉnh táo lớn nhất. Cuộc đời này chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới có thể viết nên những chương huy hoàng nhất, không ngừng vượt qua chính mình và mở ra một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi lần lượt bước qua những thất bại, bất kể khi nào bạn phải dựa vào chính mình, người duy nhất bạn có thể thực sự dựa vào là chính bạn. Hãy nghiến răng và tiếp tục, đừng dễ dàng bỏ cuộc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Hãy dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua. Trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.